số phà này ô thôi mà qua hông mình ngấm con ngủ ngon không? Thế mẹ có ngủ ngon không? Mẹ toàn đạp vào bố ấy. Nhẹ. Wow. Cầm cái này nó lên. Thế cầm đi. Mấy là áo ăn quà đi em ơi. Đi chăn lợn. À chăn lợn à? Vâng. Ăn đi, ăn thì mới lớn nhanh nha. Anh thấy lòng ngon như này hả? Lợi gì? Đẹp ra. À đẹp vậy hả? Xinh nha, đẹp sáng nha. Alo. Em đọc xem. Ở nằm tiếp hay là ở đâu nhỉ? Đấy. Với cái chỗ nào nữa? Em quả nào có này. Em đã cắt chưa? Có hai cái cắt trong tài khoản em đã cắt chưa nhỉ? Có ra ra rồi. Ok. Đây đây, mình bỏ em bài nhỉ. Cái bài còn cá bà. Hãy subscribe.
đi. Khi nào con nó biết các mực tóc buổi sáng dậy các mực tóc đấy nhờ. Khi nào mới biết buộc ừ. 2 năm sau hay 3 năm sau các con lại biết đi. Cặp ở đâu ấy? Bố lấy cho nhá. Em mẹ ơi. Có lấy sữa chưa? Ơi, có sữa ở trong đấy hết rồi. Đi. Đi nào, con thỏ đi học nào. Em đi học đâu? Thế à, thế đi theo bố chơi. Yeah. Để chơi xe đạp nhá. Chơi xe đạp. Ô, cái đạp xe đạp thì đông có gì đấy. Đây là xong rồi vào nhá. Chào các bạn nhá. Trong tí nữa bố về đón con ngủ nhá. Được. Hôm họ lấy mấy con lên đẹp hết. Cái loại con to này là con chuột chấu mà. Đây lấy loại gì đây? Đây loại đấy loại gì? Toshiba. Toshiba dạy từ là của Phú Châu. Có lấy đèn năng lượng mặt trời không? Mà thể cái mày cho thợ hát thợ cả đấy. Đang được giảm giá và vào dưới. Có phần nào cho cộng đồng không? Có. Có. 27 phút đỡ 15 cửa hàng mấy triệu. Hết xong mới tính. Hết xong tính đó, đang được giảm giá này, đây là điều hòa này. Số phà nó này, Âu thằng số phà tôi tính đó. Mua tức là mơ mua tất cả đầy đủ có hết nhá, đây này. Nói chung đó. Đây bây giờ nó có cả giống này luôn. Đây chậu nhá. Chậu nó làm thành kiên luôn này. Đấy nói chung này. Đấy, nó này, cái này giữ bình thường ở bên dưới này, xong là cái này giá ở bên trên này. Cứ kéo giá này nó làm thành cái giá kệ luôn. Họ rất tâm sự của thông bố mẹ mà tại sao là rất nhiều người lấy ở xa cũng được, nhưng mà nó có lúc nó lấy thừa, lúc nó thiếu thì lại lấy theo xe lên lại cũng đắt, 200-300 nghìn cũng có, nhưng mà mình dùng cái loại thông dụng thôi. Đang điều kiện nó không hạn hẹp. Còn tôn sắt cũng thế nhá, tôn sắt là 150 nghìn một cây. 150 nghìn một cây, 3 x 6 bởi ra chỉ có anh mới có rồi.
Còn tôn thì bớt cho 2.000. Đó nhỉ. Đi đâu? Nước của thằng cò. Nước về tôn. Tôn sắt này, tấm nhựa nano này cũng có. Đấy này. Cho một tấm đệm nữa. Em xem đầu tí sao. Đây này, xong em bán cái mấy giường kia đi khoảng 10 triệu. Cô ngày cũng ngồi đấy. Con nhỏ em là à. Nếu mà không con nhỏ thì em giao đấy. Là tận con mạng thì lại con hết như thế nào này. Hết cái khối ạ, đủ. Vẫn 6 khối. Hết lông này to. 6 khối là thoải mái. Cái này mà hai ba cái này làm hết rồi. À nó làm kiểu có thở này hay đấy. Cái này cái dùng này làm nhà vườn. Làm nhà vườn còn mới được. Họ mơ cái gì đấy. Bây giờ họ còn họ mơ những gì đấy. Chú làm móng bằng móng gì? Đất mượn mà nó mưa nhiều ra nó có cái này nó có xuống thì nó kéo nó ra thì đó nó là lá của Văn chắc là xong trước nhỉ cô nhỉ. Văn là xong ngày đó là xong xong chưa? Cháu cho nồi với cò mang xuống nhà cho chú rồi mà. Thế à? Hả? Thế có phải xả không? Xả làm gì nhỉ? Xe đi đây. Ngâm chưa nhỉ? Ngon lắm, ngon rồi. Ngâm chưa? Ngâm rồi, ngon lắm. Không, con này có 10 cân. Mấy cân đấy? 3 cân 7. 4 cân nữa nhỉ. Ui nhẹ quá. 4 cân. Phải là trời luôn mà. Hả? Hả? Thấy mua bảo. Ông bé hàng không có. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
về nhà đi. Cái này để tí nó trồng nha. Thơm lừng nhỉ, ngon. Giật quần áo. Hả? Còn đấy là giật quần áo. Đúng rồi, đã sắp. Những cái nhỏ nhỏ này nó thơm. Ừ, nó có nhiều thơm của ta. Cứ tưới cho nó phát triển đi. Tưới mà, cứ đến. Chưa. Em ở đây dâm á, lùi ở đây tắm nắng này. Tắm nắng mát lắm. Em tắm suốt rồi. Đó, cũng được hai cái hay. Cái thứ nhất là tóc nó vàng đẹp này. Da nó được nhiều canxi á. Không cần nó đang thích tắm nắng này. Tầm một ly.
Hướng. Nào về đây để cởi ra nào, không buộc nữa, càng ngày càng to rồi. Đây bỏ đi nhá, bỏ đi nhá, cởi ra nha, để cho đi chơi đi ấy cho thoải mái, không càng ngày càng chặt vào không đẹp nhá. Tiếng rồi kiểu nướng, nướng chẳng mang đi bán. Ok. Cho luôn này. Nếu không ngon thôi này anh trốn về. Bằng gọi. Thích không em? Quá tuyệt vời. Cầm cầm cho. Được rồi, ăn đi. Thank you.
vịt quay cười cười lắm. Lâu lắm không được ăn vịt quay rồi. Tối nay uống rượu nhé. Nào em mới được ăn bữa là vịt quay với nhà con. Làm gì vậy? Biết làm. Là hai cái cầm. Con của em thì mới to hơn. Thế chứ bạn của chị còn mới còn thế. Sao mày nó nhìn nó kiểu già thế nhỉ? Sao kiểu già, còn trẻ đâu mà. Cây này là cây thuốc ấy em ơi, cây này là cây thuốc ấy. Không có lá mà thì chết. Chết liền. Không, để mà. Rồi nó quăng.
Xem cho mình xỏ dày vào đã. Quay nó không bị văng. Quay nó không bị văng. Em ơi, anh đi đón con nhé. Em nhà làm nhé. Chào mẹ, con đi học về. Sao? Mẹ cái. Ôm một cái. Nhiều quá. Để anh làm thay anh. Giấu đi. Sắp cạnh nước luôn. Papa. Mama. Cái quả khi em làm hết đấy luộc lên. Đâu? Cái này để giữa. Mẹ bán bao nhiêu? Cái này xin xung quanh. Ok, để anh đi lấy cái đĩa. Đặt cái đĩa vào thử. Ở nhiêu một bình cao. Và chung chung lại 4. Luôn nhé, nó là cần.
Mẹ ơi. Hả? Mẹ. Dạ. Ông mấy người. Ăn còng không? Mời con và mẹ ăn cơm. Hôm nay có món ngon đây. Vịt. Vịt quay lá móc mật. Nhỉ. Con ngồi ra tới bố đi để chụp cơm. Cũng được mà. Con ngồi đi. Dạ. Yeah. Đây. Để bố lấy cái này cho nhá. Này, kia. Này. Này con lấy cái lấy cho mẹ đi. Mẹ ăn đi. Ăn nữa. Ăn nữa à? Hoan hô đi, hoan hô. Hoan hô. Ồ. Oh. Ngon thế. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Thì bố bón cho mẹ nhé. Cảm ơn.
phản hồi đi. 1, 2 ngon không con? Ngon không con ơi? Ngon, mai bố lại nấu tiếp. Ngon. Ngon quá. Ăn đi. Son la, e do la do la son mì son mì son. Ăn đi. Cây văn nghệ. Cây ngày xưa là cây văn nghệ thật sự. Con son son con mẹ đi nào. Con son son đâu xin em đâu xin em đi từ nay. Đi về đi nghe đồ này, về đồ này. Con ngoài hát bài nào?